Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay là Chúa Nhật thứ 3 của mùa vọng. Chúa Nhật này được gọi là Chúa Nhật của niềm vui vì chúng ta sắp sửa đón Chúa đến. Cho nên chúng ta thấy phẩm phục trong thánh lễ hôm nay từ màu tím chuyển sang màu hồng. Màu hồng để nói lên niềm vui Chúa sắp đến đây rồi. Trong các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay đều cho ta thấy niềm vui được tỏ lộ. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Sophonia. Ngôn sứ nói rằng: reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Bối cảnh của dân tộc Do Thái thời ngôn sứ Sophonia rất là tồi tệ, bởi vì bên trong thì suy đồi về đạo đức, còn bên ngoài thì giặc ngoại xâm đang rình rập để tấn công đến người Do Thái. Cho nên Đức Chúa là Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Sophonia đến để kêu gọi dân reo vui lên, mừng vui lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ đến cứu thoát dân, sẽ đến giải thoát dân khỏi sự áp bức của tội lỗi, khỏi sự kìm kẹp của ma quỷ, đồng thời cũng để tha thứ cho dân của người. Niềm vui ấy còn được tỏ lộ trong bài đọc thứ hai mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu ở Phi-líp-pê. Thánh Phaolô nói: anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi. Đấy, chúng ta thấy Thánh Phaolô kêu gọi dân thành Phi-líp-pê hãy vui mừng vì Chúa đã gần đến với anh em. Niềm vui này không chỉ tỏ lộ ở dấu chỉ bên ngoài, những biểu hiện bên ngoài, nhưng mà còn là một hoa trái trong đời sống của con người. Hoa trái ấy là gì? Hoa trái ấy chính là anh em sống hiền hòa rộng rãi. Hoa trái ấy chính là đừng lo lắng, nếu có điều gì thì hãy dâng lời cầu khẩn lên Thiên Chúa. Hoa trái ấy chính là lòng trí của anh em được bình an, được kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Kết hợp với Đức Giêsu Kitô là chúng ta ở trong Thiên Chúa, ở với Chúa, và Chúa chính là đấng cứu độ của chúng ta. Niềm vui của ngày lễ hôm nay cũng được tỏ lộ ngay ở trong bài tin mừng, khi mà dân dân lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa cho họ. Ông Gioan tẩy giả đi rao giảng kêu gọi người ta trở về với Thiên Chúa để đón nhận đấng cứu thế. Và ông đã nói triều đại của Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối. Thế thì dân chúng lũ lượt đến với ông để xin lãnh phép rửa. Phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả là phép rửa đem lại sự tha thứ, đem lại ơn tha tội, tỏ lòng sám hối. Và khi người ta đến với ông Gioan, người ta mong chờ để đón Chúa đến, người ta đã tỏ lòng sám hối để đón Chúa đến. Cái việc họ tỏ lòng sám hối ngang qua phép rửa, họ còn thấy chưa là đủ. Họ còn hỏi ông Gioan Tẩy Giả, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Ông Gioan Tẩy Giả trả lời, ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Một công việc làm rất là cụ thể, rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được để giúp đỡ những người nghèo khó. Cả những người thu thuế cũng đến xin ông Gioan làm phép rửa, và họ cũng hỏi ông, chúng tôi phải làm gì? Ông Gioan Tẩy Giả nói, đừng đòi hỏi những gì quá mức đã ấn định cho các anh. Các binh lính cũng vậy, đến hỏi ông Gioan Tẩy Giả, chúng tôi phải làm gì? Và ông Gioan Tẩy Giả nói, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Chúng ta thấy vào thời Chúa Giêsu, nước Do Thái, họ coi những người thu thuế, những người binh lính là những người tội lỗi. Bởi vì những người thu thuế và những người binh lính này là những người làm việc cho đế quốc. Mà lúc này thì đế quốc đang đô hộ dân tộc Do Thái. Cho nên những người Do Thái coi những người thu thuế và những binh lính làm việc cho đế quốc là những người tội lỗi, là những người chống lại dân tộc của mình. Nhưng mà các người thu thuế cũng như binh lính cũng đã tỏ lòng sám hối để xin lãnh nhận phép rửa từ ông Gioan. Ông Gioan trả lời với họ những điều đó cho chúng ta thấy ông không nói với họ là bỏ nghề nghiệp, nhưng mà ông nói với họ hãy sống đúng với mức của mình. Làm người thu thuế thì đừng có tăng cao lên để chiếm cái phần lợi cho bản thân mình. Mức ấn định bao nhiêu thì thu thuế bấy nhiêu. Binh lính cũng vậy, đừng có hà hiếp ai, đừng có chiếm đoạt tài sản của ai. Hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Chúng ta thấy ông Gioan Tẩy Giả làm rất là nhiều việc, và người ta tưởng ông là đấng Messiah, là đấng mà muôn dân đang mong đợi. Nhưng mà ông Gioan Tẩy Giả nói không, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng mà có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Chúng ta thấy sứ mạng của ông Gioan Tẩy Giả là dọn đường cho Chúa đến, là dọn tâm hồn cho con người đón nhận Chúa. Ông đã làm đúng vai trò và trách nhiệm của mình để cho người ta đón Chúa đến. Trong cuộc sống của chúng ta, ngang qua các bài lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng tự hỏi chúng ta phải làm gì? Làm gì để chúng ta đón Chúa đến? Chúa đến trong ngày tận thế là điều tất nhiên rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta bảo tận thế còn lâu mới đến tận thế. Vậy thì chúng ta mong Chúa đến. Chúa sẽ đến trong từng giây từng phút trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta biết mở lòng ra để cho Chúa ngự vào. Nếu chúng ta biết khao khát và tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ ở trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta là những người tin vào Chúa, là những người Kitô hữu. Chúng ta luôn luôn sống trong niềm vui. Niềm vui thì ai cũng mong chờ, ai cũng khao khát. Trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và trong đức tin của chúng ta, niềm vui của chúng ta chỉ được trọn vẹn và tròn đầy khi mà chúng ta ở trong Thiên Chúa. Không có ai cho chúng ta được niềm vui tròn đầy bằng chính Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa chính là đấng cứu độ chúng ta. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên trời đất vũ trụ này. Ngài sẽ ban cho chúng ta một niềm vui được tràn đầy, nhất là niềm vui khi chúng ta được tràn đầy ơn thánh của Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy vui lên vì Chúa sắp đến rồi. Chúng ta hãy tự hỏi lòng mình, bản thân tôi phải làm gì để đón Chúa đến. Xin Chúa luôn đổ tràn ơn phúc của Ngài trên tất cả mỗi người chúng ta. Amen.